Ok, và xin chào tất cả anh em. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 4.5 và cùng nhau xây dựng những cái đội hình bá đạo nhất mùa 4.5 nhé anh em. 1.4, khi mà chúng ta đã có được 3 cái trang bị rồi thì đương nhiên là cái round đánh quái này thì sẽ ra cho chúng ta một chút vàng. Nhân cơ hội này thì mình sẽ bắt một cái con Yasuo tinh anh song đấu này luôn. Nào nào, xem mà có ra vàng hay không. Ui, hai giờ vàng cả Nico luôn. Đỉnh. Hên lắm thì mới có được cái Nico này nhá anh em. Được không? Kiểu như khi mà chúng ta đã có được 3 trang bị rồi ấy, còn có thêm cả Nico nữa, coi như là chúng ta tầm khoảng có 4 trang bị rồi. Vãi lìn. Được quá nhỏ. Cho nên mình cảm thấy là nhân phẩm ở đầu game nó khá là tốt rồi. Và để xem là bắt cái con tinh anh Yasuo này thì xem là Yasuo nó có độ hay không nhá. Ok, không biết là Yasuo còn mạnh ở cái meta hiện tại hay không, nhưng mà nó độ thì phải chơi thôi. Tướng mà mình cảm thấy như là rất là nhiều anh em sử dụng mà chơi song đấu, không thể nào mà thiếu được Yasuo. Đây này, hôm nay thì chỉ có được 2 trang bị mà thôi, khá là nhỏ. Nhưng đổi lại thì anh em này được có Tam Ken tinh anh thần tài, đỉnh phết. À, Yasuo của chúng ta chém mãi mà không thấy mấy thanh niên đấu sĩ xuống máu vậy. Cũng may là có vi giảm giáp nữa cho nên là Yasuo bây giờ cứ chém chuối cho mình. Được. Tuyệt vời. Chuỗi thắng đây rồi. Khởi đầu may mắn như này, có thêm chuỗi thắng thì ok. Hộ không Garen, Narset, Fiora. Xem nào. Ba chiến tướng. Không được. Mình thì chúng ta bắt cái con Annie này rồi thì được, mong sao lên cấp độ 4 thì chúng ta có Kata vào nữa nhở. Kata hoặc là Darius. Ba thần tài với cầm con Yasuo này. Mình nghĩ là thần tài xong đó không biết là có hợp lý thôi không anh em. Có hợp lý hay không? Hôm nào đây? Nato. Úi xời ơi. Hôm nay thì có hai cái con nó cũng khá là khó chịu. Con Zac này nó choáng này. Đấy. Thêm con cái con Timo cái đó mù nữa. Phải đấm nó thôi. Đấy, chém toàn hụt thôi. Trong mày đi sâu thì sáu máu luôn. Được. Hai trận thắng liên tục rồi. Trận thứ 3 này mình nghĩ là anh em sẽ gọi là cần thắng đây. Kiểu như ông nào có hai trận đấy, cần thắng trận thứ 3 chắc. Cho nên là trận này mình sẽ xem nào. Cho một cái con nào nữa bây giờ đây. Garen à. Garen thì chúng ta cũng chỉ có được hai chiến tướng thôi. Mà con này đi. Đây. Hai tiền phòng. Cho đội hình nó trâu lên nhé. Ba chiến tướng à. Ba chiến tướng không biết là ổn không. Ba chiến tướng thì chúng ta có mỗi cái stack của con Vi à. Ui. Ai đây? Socket. Stalker. Ui sổ thôi mà. Gặp đội hình hôm nay thì thôi, chắc là đánh sáng mai chắc là cũng chưa chết được. Hôm nay thì đã có bắt được một con Maokai tinh anh thần rừng, lại còn có mẹ hai cái con châu chó nữa. Châu chó thì nó lại điếm nữa cơ. Hai con mẹ Tam Ken hai sao như này thì cháu chịu luôn rồi đấy. Chịu rồi. Chắc là trận này thì mình phải có một cái trang bị nào đấy như là diệt khổng lồ để có thể tiêu diệt mấy cái ông trời độc sĩ này mới được. Hoặc là khi mà anh em có cung xanh rồi thì mình nghĩ là chắc cũng không cần diệt khổng lồ lắm đâu. Xanh với giết khổng lồ, một trong hai cái đấy cũng được. Nhưng mà có con Yasuo này. À, một bắt con Yasuo này ghê á. Thế anh em thì chúng ta có nên bắt Yasuo để chúng ta có thể lên được Yasuo 3 sao sớm nhất có thể hay không? Chắc là mình sẽ... Trời ơi. Có găng. Ui. Vậy thôi lấy Yasuo nhá. Rồi. À, cái con... con nhỉ? Akali kia thì nó lại 3 tiền. Lãi hơn Yasuo 2 tiền. Nhưng mà sợ roll Yasuo nó không ra thì bỏ bố. Boom. Garen. Ui dồi, bán Annie rồi thì nó mới ra gọi là Darius. Dỗi ơi là dỗi. Vậy thì thôi. Và chắc là bây giờ chúng ta sẽ lắp một cái cung xanh dành cho Yasuo của chúng ta. Trang bị tiếp theo đấy thì theo anh em chúng ta nên lắp cái gì? Vô cực. Đúng rồi.
vô cực thì cái trang bị này thì nó sẽ giúp cho Yasuo chúng ta chém stack lẫn với cung xanh, cho nên là rất là lợi hại. Và trận này lại có một cái free roll này anh em. Uầy, có free roll kết hợp với Yasuo được. Thì mình đã nhận được một cái ý tưởng của một bạn đã comment ở trên kênh YouTube của mình rằng là hãy chơi thử Yasuo 3, Tire 3, Sen 3, sau đó nếu như mà có free roll thì hãy sử dụng free roll để có xem nó ra 5 con Zon hay không. Đấy, cái ý tưởng này thì mình nghĩ là nó cũng khá là hay, ổn áp. Cho nên là trận này chơi điều xem sao nhờ, chơi điều xem nó ra cái gì. Mình xem nào, mình sẽ bán con này đi. Tuy là có 3 trường tướng nhưng mà chắc là cũng không cần thiết cho lắm. Quan trọng của chúng ta bây giờ là phải lên Yasuo ở những cái cấp độ 5 thì chúng ta có được Yasuo 3 rồi này. Cấp độ 6 lên cấp độ 7 thì chúng ta sẽ có tìm kiếm Irelia ba sao. Còn cấp độ 8 thì mình nghĩ đây là một cấp độ khá là phù hợp để chúng ta tìm kiếm Sen ba sao. Đấy. Cho nên là nếu như mà anh em nào mà có những cái ý tưởng gì hay, ý tưởng gì độc đáo thì anh em hãy comment ở phía dưới. Và nếu như mà cái ý tưởng của anh em nào được nhiều like nhất thì mình sẽ cố gắng thực hiện cái ý tưởng đấy nhá. Nhưng mà đừng có khó quá, khó quá bỏ qua đi. Kiểu như ông nào bảo mình chơi Yasuo 3 thụ bão dây kè, chịu đấy. Hoặc là Yasuo 3 trên sức mạnh, những cái gì thì nó hợp lý một chút thì mình sẽ cố gắng làm. Còn cái gì nó phi lý, không đúng gọi là không đúng thuần phong mỹ tục thì chắc là thôi, bỏ qua. Nào, ủa rồi Yasuo luôn, đẹp trai. 29 tiền, có Kalista, chắc là mình sẽ bán bớt đi để có thể tích vàng nha anh em. Xem là mình sẽ bán ngộ không hay là Garen đi bây giờ. 28, nhìn con số nó không đẹp lắm. Mình sẽ bán Garen đi. Bởi vì chút nữa nếu như mà chúng ta có rắc vào thì sẽ kích hoạt được 4 song đấu cũng như là thêm 2 thánh thần nữa, cũng vậy được. Garen bây giờ có chơi chiến tường đâu. Với cả ngộ không này thì có một pha làm choáng giúp cho Kalista của chúng ta găm thật là nhiều giáo hơn nữa. Nào xem đồ đạc nó như thế nào. Một cái cung, một cái găng. Ok, lại thêm một cái găng phép. Giờ chắc là mình sẽ lắp một cái vô cực. Theo anh em là chúng ta có nên lắp huyết kiếm hay không? Huyết kiếm à? Huyết kiếm thì chắc là cũng không cần cho lắm. Tại vì ở cấp độ 8 thì chắc là mình sẽ kẹp thêm người anh em ấy vào Zon vào thì chúng ta sẽ có được 2 độc hành rồi. Điều này thì sẽ giúp cho chúng ta, đó chính là có thêm khả năng hút máu cho Yasuo. Check mark. Ok, hôm nay chơi pháp sư. Chắc chắn sẽ có pháp sư. Ui, pháp sư Ryu đây. Lắp vụt rồng nhanh còn kịp. Đấy, để giúp cho Yasuo chúng ta nó sống sót lâu hơn trong trận đấu của chúng ta. Yo. Và nhân tiện đây thì nếu như mà anh em nào là đang xem thì hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh, cũng như là ấn thêm quả chuông. Bữa khi mình ra video mới nhất, anh em sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo nha. Cảm ơn anh em. Cũng như là anh em nào muốn kết bạn Facebook của mình thì cứ gửi là một cái bạn trên Facebook thì mình sẽ để bên dưới. Và anh em nào đam mê chế độ Summerit, muốn học hỏi về những cái meta cũng như là mình sẽ chơi những cái chế độ luân phiên như là URF, đột kích nhà chính, những cái chế độ hay độc lạ thì có thể ghé thăm kênh phụ của mình luôn. Đến kênh phụ thì mình sẽ để bên dưới nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thank you. Bia Tiger này. À, hôm nào cũng phải đi bắt cái ông Bia Tiger này được. Không biết là ở đây có anh em đấy bắt hổ với mình không? Anh em nào bắt mấy con hổ? Mình chắc bắt được tầm 3-4 con hổ thôi. Boom. Ui, Irae này ngon này, ngon này. À, Irae chắc là mình sẽ thay vào ngũ không luôn nhá. Chúng nó chốt đời luôn. Nhờ. Timo, Daina, Vladimir. Không biết đường nào một lần cả. Ôi dồi ôi, 86 máu. Trận này không biết là có gọi là giữ được hay không, giữ được máu hay không. Cứ bắt con đi về này cái đã. Doran 3 luôn kìa, kinh quá. Ai đây? Flynn. Ôi dồi ôi. Hôm nay thì hình như là đang có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là ông này sẽ chơi CV kết hợp với cuồng giáo, hoặc là cuồng giáo với cả linh hồn gì đấy. Hoặc là sự lựa chọn thứ hai mà mình cảm thấy ông này có rắc nữa thì chắc là chơi Kele à? Cũng có thể.
nhiều anh em xoay bài rất là kinh nhá. Để ý rồi. Đấy, Fiora với cả Yasuo luôn, đẹp trai. Chitana 3 kìa, vãi lìn, bây giờ vẫn nhiều anh em chơi Chitana quá. Một Chitana cầm đồ này của mình thì thôi, nó cũng gọi là ối rồi ôi luôn. Nó level 6. Sống vội thế bạn, cả người anh em. Sống hơi vội. Và cấp độ 5 này thì chắc mình sẽ là slow roll tìm con Yasuo 3 kìa đã. Mà nếu phải đi chọn này có Yasuo thì đương nhiên chúng ta sẽ đâm luôn, không có nàng nha. Úi dồi ôi, nhìn cái thằng Tamken đúng là hơi ngán thật. Mà để xem là Yasuo cung xanh với cả vô cực của chúng ta có thể chém bay màu thanh niên Tamken này không nhá. Tại vì nó sẽ giảm giáp, rất là nhiều giáp. Đấy. Ui, chém đau chưa? Tamken này thì nó chặn sát thương từ mọi nguồn rồi. Đúng, vẫn bị Yasuo chúng ta chém. Đừng nha. Vẫn, ui, không chết thằng Tamken. Ma, hôm nay đúng là biến thái thật. Đồ này, đồ của ông này có 3 thanh BF, 2 cái kháng phép và 1 cái cung gỗ. Đồ này thì chơi gì cho hợp lý bây giờ. Không có Yasuo rồi. Mỗi bên đi chợ hình như là có một vị tướng một vàng thì phải. Hmm, anh em của chúng ta nên lấy cái gì đây? Cái đồ Yasuo thì cũng đã khá là hoàn chỉnh rồi. Phun đồ rồi. Đấy. Chắc mình sẽ lấy cái kháng phép cho nó nhiều tiền ý nhở. Đây, kháng phép cho nhiều tiền đi. Nhìn qua là cái găng có gì lắp cái bao tay đạo tặc thôi. Kháng phép này quan trọng là nó nhiều tiền thôi. Có tiền thì chắc là chúng ta sẽ làm được rất là nhiều thứ. Con tìm ra số 3 Irae 3 các kiểu. Đấy, Irae này rác luôn, đứng. Bùm. Ui sổ của Yasuo, vậy là còn một con Yasuo nữa thôi. Khá là easy phải không anh em? Nên là sử dụng Nico luôn. Thôi thôi thôi, sử dụng Nico chắc là thôi. Để dành. Nhiều ông đến đây là hình như là sử dụng Nico luôn để có thể giữ máu đúng không? Mình sẽ chơi phong cách mạo hiểm. Trời chiến lớn cho anh em xem. Mẹ gì vết bẩn, chơi công hiến phải không nào? Ông nào đây, ông này chơi Nato. Uầy, cái đội hình sát thủ Akali này vẫn rất là biến thái. Anh em thấy không? À, chúng ta lắp vuốt rồng cho nên là Akali sẽ mất rất là nhiều thời gian để có thể tiêu diệt được Yasuo chúng ta. Chém, uầy, được rồi. À, chém hơi chậm. Bây giờ biết phải làm sao. Solo với pha như này sao mà đánh lại được đây. Chắc là ông Kali này để ông này để trứng thì chắc là mệt lắm. Mạnh cực. Sát thủ những giả one shot hết. Cái gì đây? Cái gì đây? Đây. Yasuo là tự độ nha. Tôi cũng chả biết cái gì nữa. Chịu đấy. Để xem nào, trận này mình có nên chơi liều không nhỉ? Chơi full Yasuo. Thôi, không liều. Đây, như này cho nó chắc. Giáp vào nữa, đẹp trai rồi. Vô cấp, cho thêm đi rẻ, quá là đỉnh. Úi dồi ôi, em đã số 3 là có đấm được cái ông Ba Duy này hay không? Đấy, chém lực hẳn. Nhưng mà này có Zumi 2, tính nhỉ? Có đại bác cho nên là giáp của chúng ta không quay tay được rồi. À, không lại à? Cái gì đấy? Yasuo 3 sao mà không đánh lại thằng Z này? Cho đùa à? Cho đùa mấy ông này à? À, lúc chúng ta phải sử dụng bí kíp võ công thôi. Ông này sắp lên Zumi 3 à? Vãi thế, roll lên thế. Đỉnh cao roll đấy. Chắc là mình sẽ kẹp thêm Janna vào nhá. Lên cấp độ 7 thì mình sẽ roll tìm con Irae. Thì cấp độ 6 này tỷ lệ cũng cao nhưng mà nó lại không ăn thua. Thì cũng phải chúng ta có nhiều tỷ lệ ra kiểu như xem nữa thì đỉnh luôn nhỏ. Đấy. Cấp độ 7 là mình sẽ roll Irelia với các con sen. Cấp độ 8 thì cũng sen với các con giòn. Roll theo từng cấp độ lẫn nhau cho nó một cách hợp lý. Irelia thì khá là dễ rồi, còn con giòn với cả con sen rồi. Cái này nghĩ là cũng hơi quái. Kalista, Janna. Rồi,
sẽ là một cái giáp thiên thần cũng như là thêm một cái củng cung cho Kalista nữa nhỉ. Trang bị này thì mình nghĩ sẽ giúp cho Kalista của chúng ta thành ba đầu sáu tay. Trong cái đấy thì Ba Duy vừa có cho mình được Z 3 sao. Cái gì thế này? Z 3 sao thì có vẻ như là kinh quá rồi. Z 2 sao thì mình còn chưa đánh lại, không chi là Z 3 sao. Đúng rồi. Ai đây? Bích à? Này, ui xổi ôi, Chitanao 3, Long tộc thiện dạ, tiên phong, đỉnh đấy. Đấy, hôm nay mình đánh giá cao nha, con Broom này khá là trâu. Nhưng mà chúng ta có Yasuo giảm rất là nhiều giáp như này này. Đây là Yasuo xuyên giáp nha anh em nhé, xuyên giáp. Chém 3 lực. Anh cha cha. Cố lên nào. Ui giời, CV. Boom. Giặc. Thôi, mình sẽ dừng ở cột mốc 50 để luôn luôn sẽ có cái lợi tức tối đa, đó chính là 5 đồng. Đây. Anh em cũng hình thành cho mình một cái cách thói quen tích tiền để có thể leo rank một cách nhanh nhất. Và anh em luôn luôn tích ở những cái cột mốc 10 này, 20, 30, 40 và 50. Những cái cột mốc này thì luôn luôn sẽ có những cái lợi tức nhất định. Là anh em tích được 50 đồng thì mỗi round là anh em sẽ có được 50 đồng. Nhưng mà đội hình của ông nào yếu quá thì chúng ta sẽ có thể giữ ở cột mốc 30 đồng. Đấy, tùy cơ ứng biến chứ điều này cũng không bắt buộc cho lắm. Nếu ông đem tiền xuống chơi trận sau thì chắc là cũng cũng chịu. Ui rồi, nào Darius thần à? Darius thần của chúng tôi. Đấm luôn. Cứ bia Tiger phải bắt nhanh còn kịp. Trong này để chứng chơi pháp sư đồ đấy cho con Aurelion Son thì mình nghĩ là chắc là cũng hơi mệt nhỏ. Sejuani. Ok, trận này thì chỉ có dự tính là lên Yasuo 3, Ire 3, Sen 3 thôi. Cho nên là mình sẽ không bắt những vị tướng linh tinh. Đây. Dành hết tình yêu thương cho những anh em đại sư với cả độc hại, đúng không? Nó gọi là đẹp trai. Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Ai đây? Ôi xời ôi, Stalker. Ma, cái con tăm ken đầu trâu mặt ngựa. Cái con Maokai cũng thế. Trước mình có làm một cái video về con Maokai này rồi. Mà nó khá là bị khắc chế bởi con Kalista của mình, đúng không? Trâu thì lâu cũng chết à. Đấy. Kalista bỏ em không được. Châu đánh lâu thì cũng bị em cho nó ra bã. Anh chà chà, lại không có John với cả không có Sen rồi. Theo anh em chúng ta nên là cái gì? Cung gỗ cũng được. BF cũng ok. Samia thì chắc đã bị lấy. Ui anh em phải hết hàng xịn rồi. Mình trận này mình chắc sẽ lấy con Tridam nhá. Chú Đàm, rồi bị mất rồi. Lấy đem nước mắt nhá. Nước mắt có gì tắp bột xanh cho giòn cũng được à, cho lấy xin, đều hợp lý. Nhưng mà quan trọng vẫn là phải roll đã. Ire này, buổi Ire mình cứ ra đều đều ấy nhỏ. Được quá luôn. Cứ sao đều đều như này thì mình nghĩ là chúng ta cũng chẳng mấy chốc có thể lên Ire 3 một cách dễ dàng đâu. Giờ chúng ta có 12% ra được những vị tướng 4 tiền. Nhưng mà chưa thấy xuất hiện của người anh em Sen đâu cả. Khá là dội. Để xem là gặp A đây nào. Ui giời ơi, như là thần tài. Ai chà chà. À, người anh em này chắc đang cần có một pha nổ hũ. Hũ này, hũ chắc tầm hũ 10 rồi. 10, 11 rồi đấy. Nhưng mà chắc là mình sẽ cho ông này tạm biệt cuộc chơi luôn. Khá là nhỏ cho người anh em chơi thần tài mà lại không được nổ. Dội ơi là dội. Trận này thì mình cảm thấy nhiều ông nhân phẩm quá mà. Mình cũng có Yasuo 3 này. Một ông có Bran 3, một ông có Chitana 3. Đấy. Ire này, ui có cả Sen luôn. Yêu thế này. Yêu thế nhỏ. Thơ đến cấp 8 luôn luôn. Tìm cấp 8 thì tỷ lệ ra những cái vị tướng 3 tiền cũng là 35%.
cho nên là cũng là một cái cấp độ hợp lý để chúng ta có thể mình mirror đưa một song đầu đúng không? Chơi hai rare. Nhưng mà tôi cứ bình tĩnh, con rắc của mình nó đang khắc chế mấy ông tiện xạ. Đợt này ông rắc 3 lên này. Cũng kinh phết đây này. Ui. Đã có Lê Xin có on ngay từ cấp độ 7. Có cả mạnh Asia nữa. Bài đẹp ấy. Ngay như chơi nạp thẻ à? Chơi nạp thẻ rồi. Hơi kinh. Mà cố lên nào, Kale mình dừng tay nhường cho anh em ta một chút đi Kale ơi. Hay quá Kalista. Là một lần nữa Kalista gánh team. Tuyệt vời. Rồi. Cấp 8 luôn nha anh em nhá. Úi xời ơi. À, cấp 8 chỉ để cơ hội chúng ta tìm con Sen rồi nhá. Sen với cái Eli. Zon thì 5% thì tức là cũng hên xui may rủi ra được thì ra không ra thôi. Chứ nữa mình cũng nếu như mà lên được Sen 3 ấy thì ta sẽ có được cái free roll này thì sẽ có được 5 con Zon rồi. Đấy. Đỉnh nhờ. Ta công nhận là cái trang bị free roll này đúng là một trang bị đỉnh vãi chưa. Mình sẽ có mỗi một đồ ấy này. Ôi giời, mày về ra lắm, nhanh nhỏ. Được của nó đấy. Đi chơi hai Irae luôn. Đấy. Bọn em muốn cống hiến. Đấy, Irae bảo như thế. Nhưng mà với những trang bị này thì theo anh em là mình lắp cái gì? Một cái quỷ thư và một cái vọng âm à? Vọng âm không được. Quỷ thư này thì chắc là mình sẽ tìm một cái con hai sáng. À đây, Morgana luôn. Nhưng mà chắc là không chơi được anh em ạ. Tại vì nếu như mà mình lắp quỷ thư thì không kéo về cuối game được, tại vì con này thì chúng ta sẽ không giữ được ấy. Con Morgana chúng ta không giữ về cuối game được. Tại vì mình đang muốn chơi cái đội hình song đấu đại sư nên không đủ slot để có thể chơi. Đang muốn chơi nguyên ở cấp độ 8 mà thôi. À, mua con Morgana này hơi phí. Mà đồ đẹp quá nhở. Từ roll chút xem. Đây này, giòn luôn. Bán con này đi. Suy đam này. Đấy. Đây, đúng là không thể nào mà kẹp thêm con Morgana này vào được cả. Cho nên là chắc mình sẽ không lắp quỷ thư đâu. Tại vì cái đội hình song đấu này hiếm. Hiếm mấy con nào gọi là giữ được cái quỷ thư lắm. Lắp một cái này đi. Dây chuyền nhục tội. Đấy, cho nó đỉnh. Chứ lắp quỷ thư cho Irae cũng là tạm được. Tạm được thôi chứ không phải là ngon. Mà mình nghĩ là cái dây chuyền nhục tội này vẫn hơn. Nhờ. Hồi máu cho những cái con còn lại. Ui, mới là trong Beer Tiger thì bốc hơi được hay không. Để cho ông này nổ vũ chắc là cũng hơi mệt đấy. Cho đi luôn đi. Hay quá. Đi luôn không. Úi dồi ôi, còn hai máu thì phải. Khá là may mắn cho Beer Tiger. Ui, còn duy nhất một cái cậu. Ui, đi luôn cái ba luôn. Vừa nói xong Lazy luôn. Rồi xong rồi đấy. Chẳng lẽ gọi là từng này tiền mà không lên được con Sen 3. Nhờ anh em nhờ. Cùng lắm là phải lên Sen 2. Sen 2 cho mình. Chứ nó sử dụng Free Roll thôi. Giờ Free Roll chắc chắn là ra Sen với cả Zon rồi. Còn Irae là lên 3 rồi. Không tính. Tại vì sử dụng cái Free Roll này ấy, thì chúng ta gọi là nó ra những cái tướng cùng tộc vào hệ đấy. Kiểu như chúng ta đã có ra số 3 rồi, Irae 3 rồi. Nếu như mà mình may mắn thêm được Sen 3 nữa thì đương nhiên là sử dụng Free Roll này vào người của con Zon. Đấy. Chắc chắn sẽ có được con Zon nữa mà thôi. Đúng không nào? Tại vì cái hệ đại sư thì chỉ có được con Zon, Sen với cái Irae thôi. Dụng cho mọi người nói thì chắc chắn ra những đường cục có hệ. À, còn giòn ngon nè. Trời ơi. Không biết là có lấy được hay không. Đừng mà. Ui giời ơi, bị lấy mất rồi. Mình sẽ lấy một cái súng này lắp về cho giòn đi. À, đẹp quá. Ông lấy mất cái giòn. Tuy là đồ không đẹp một cho lắm. Nhỏ vai. Ui, Sen này. À,
ha mà lem luôn. Nào ta xem tiếp đây. Thôi để bình tĩnh à. Giờ nếu chúng ta ôn in ấy, chúng ta sẽ thành một con đĩ nghèo. Nó khổ luôn. Đây. Nãy là mình bị cái ông xong đấu này, ông ấy bắn ra su của mình bốc hơi trước cho nên nó không gây được nhiều đam. Nào thì chúng ta đã rút được kinh nghiệm, nói chung là save Ire chế cũng như là phải tiêu diệt một con kia trước. Các bạn ai đây? Ủa, ông này lên xin 2 đỉnh vậy. Người chơi nạp thẻ chắc luôn. Đây này, ma. Đấy, bây giờ thì con Chitana nó bắn vào con rắc. Còn thì những anh em khác làm việc. Padam. Rồi chat vậy rồi, hư nhá. Yo. Sen ơi là sen, cho em một con sen đi. 20%. Ui giời ơi. Đều luôn. Còn con Chida này chắc không chơi được. Tại vì con Piova thì đã kích cho mình khai sáng rồi không nào. Đấy. Chẳng lẽ không dám con second nữa à? Đùa. Cái này xem nào. Ui giời ơi, người em chơi Sen 2 rồi. Nhanh quá. Trận này có một ông chơi nhẫn giả cho nên nó mới bắt Sen. Ê, cũng phải chịu thôi. Nào chúng ta sẽ cùng xem ra xua nhá. Đấy anh em thấy không? Màu rất nhiều. Vuốt rồng các kiểu, nhưng mà ra xua này cũng như là đồ này nó trong lọt khe hết. Đấy, quá đỉnh. Cái combo vô cực với cả cung xanh này, khắc chế hầu hết những con tanker luôn. Con nào cũng chế được. Ok. Ủa top 1 luôn. Đỉnh. Nào xe này ra em này mày. Talon xây ra Moana, bắt những vị tướng 4 tiền thì có thể tăng tỷ lệ ra sen nhá. Không một con sen 2 luôn à? Chơi game gì kỳ vậy? Người chơi đùa chứ đâu phải chơi game. Còn cái mũ phù thủy này thì chắc là mình sẽ ném cho John thôi. Và mũ phù thủy cho sen thì mình nghĩ là cũng được. Đây, có ông này có mẫu vật ông bắt sen như mấy nhỏ mà nó lại không ra cho mình. 20% chứ đâu phải là giọng vừa đâu. Cấp độ 7 thì không nói, đây là cấp độ 8. Chẳng lẽ không được một con sen? Đấy, lên xin nó còn lên 2 được rồi. Seizu, Kele, Aoyen, Son, Tiên Phong, Aichok. Ui, đùa tôi à? Cái này là chồng chịu rồi đấy. 50 tiền chẳng lẽ không được một con sen? Ơ hay. Vãi thật. Đen, nó đen vừa thôi chứ. Những người anh em khác thì đã lớn mạnh rồi, nhưng mà sen nó vẫn ở 1-1 sao thôi. Đây này, có mỗi ông này chơi ra chơi sen chứ mấy nhỏ. Ui rồi xong rồi, thằng Gali nó cho một phát bay màu luôn con Yasuo của mình. Thì là chả gặp là ban được gì rồi. Nào thì là có vuốt rồng, nhưng mà ông này lại có cái đại bác, cho nên đòn đánh không thể nào mà né được. Kinh, đỉnh quá. Nào Sen 2 đấy. Lấy xin. Trời ơi, cho tôi con Sen thôi, tôi không cần con gì hết nữa đâu. Một con Sen nữa thôi mà. Cái gì đây? John. Được. Mà trời ơi, sao nó lại có thể đen như thế này nhở? Hỏi chấm luôn. Tiền chứ đâu phải là khoai đâu mà nó đâu. Đâu có thể gọi là đẻ mãi được anh em ơi. Mày có giới hạn chứ. Sen ơi, mày lừa tao rồi. Lừa tao rồi Sen ơi. Nào sút đi Lê Xin. Đấy, tạo góc cho Lê Xin sút. Hay quá, mày phải Châu à. Châu này. Châu với chúng tôi. Chưa đi ạ, à? Hê đê. Nào, một con Sen đi nào. Ơ kìa. On. Ai à. Trích map của có mỗi ông này bắt 3 con, trong khi tỷ lệ của chúng ta bây giờ vẫn có rất là nhiều phần trăm ra. Những cái mặt hàng 4 tiền này như là có tầm khoảng 12 con đấy, trong khi mới ra được có 5 con mà nó lại không có một con nào nữa. Ai, game này là game gì rồi? Nào đấy,
rồi cặp 3G rồi. Mình xếp cơ chế ông này. Đúng rồi. Rồi xong. Con Z đâu rồi? Con Z bị bốc hơi rồi anh em ơi. Cho 3G đi luôn. Hay quá. Lúc cuộc chơi của cũng chỉ còn có 2 người thôi à. Nhanh nhở. Mà được cái đối thủ cần diệt của chúng ta là chính là cái ông Nato này này. Không đấm được. Nhỏ vãi. Nếu muốn khắc chế con Akali thì chắc là mình sẽ lấy ông kia lấy cái con 5 tiền này. Mình sẽ lấy con này vậy. Chịu thôi. À đèn quá. Không ra một con xe nào nữa anh em. Bao nhiêu tiền của mình chắc tầm này 100 tiền rồi. Cả tiền lợi tức các kiểu ấy. Đây. Vãi lìn. Không nổi một con nữa luôn. Trời. Ma bố mày chịu mày luôn xem đấy. Ông mày bắt 3 con à. Mày xem như này. Akali chắc là sẽ bắt cái con đấy trước. Lắc trước. Nhưng mà mình sẽ đặt cái này cho Lesin để có thể bảo toàn. Đấy cho nó. Chết rồi. À nó lại. Ông này lại chuyển sang bên này. Vậy nó lại chém ra su của mình trước rồi. Cũng thế. Mày mắc điếm luôn anh em. Tôi đã thấy ở giữa nó bay vào chỗ con kia cơ mà ông này đổi rất là nhanh nhá. Ây, trời ơi. Đang ra sen nó cũng bực rồi. Nào mình sen 2 nhanh cho mình tao đấy nào. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi ôi. Quá nó đen. Bán nhà bán cửa với ông xe này thôi. Không ra nổi một con anh em. Má là bực thôi rồi. Cảm giác này thì ai có thể thấu cái nỗi đau của mình đây. Ờ ông cứ đổi đi tôi co bên này. Chắc là không quy vào người của thằng Lesin trước đâu. Ừ bị choáng luôn. May thì Talon. Ủa không kịp xuất phát nữa. Xuất phát nữa ông này đi nhiều máu rồi. Trời ơi xanh mình dây cho tao một con thôi được không vậy. Tóc nhè rồi đây này. Đây. Ma. Chịu luôn ở đây. Vô cực kiếm. Mà chúng ta cũng chỉ còn có 14. Hôm nay cũng có 14 máu. Mình còn 18 máu. Nếu như bây giờ ấy mình sử dụng free roll. Mà bây giờ mình roll nữa ấy thì lấy tiền đâu ra mà mua. Nhờ. Chắc bây giờ sử dụng free roll thôi là vừa rồi. Hết cách rồi. Hết túc chữa với người anh em. Anh em sen này rồi. Chắc mình đoán không nhầm. Chắc là ra tầm 5 con sen. Chịu luôn ấy. 5 con 20 tiền. Bây giờ chúng ta cũng 17 tiền. Boom. Đấy. Tôi nói đâu có sai đâu. Vậy vẫn không thiếu một con sen nữa. Để có thể gọi là lên được sen 3. Trong khi mình vẫn còn một cái Nico. Do này thì báo nào đi mua. Giờ nếu như mà muốn chiến thắng thì phải sử dụng Nico cho sen đâu biết sao giờ. Phải không nào. Đây. Cuộc sống đúng là éo le. Cũng không lên được sen 3, cũng không lên được giòn. Nó phải chịu chịu quá. Mà trận này đôn con sen nó đen quá anh em ơi. Mình đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà trận này mình phải thắng để có thể bán rắc Kalista đi thì có vẻ chúng ta bị thua mất. Chém ra xua. Hay quá. Đấy không. Ok, đi luôn không. Không gian sen anh em ơi. Chịu. Ok. Dù gì nữa thì chúng ta cũng đã rất là cố gắng rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem video của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.